bạn không thấy phụ đề song ngữ khi xem video. Video này sẽ chỉ ra một số lỗi thường gặp và cách khắc phục nhanh chóng khi xem song ngữ. Trường hợp 1, bạn chưa có tài khoản Pro. Nếu đang dùng tài khoản Basic thì bạn có thể nâng cấp lên tài khoản Pro ở link dưới phần mô tả của video. Trường hợp bạn đã thanh toán qua hình thức chuyển khoản ngân hàng nhưng chưa lên Pro, hãy kiểm tra email và làm theo hướng dẫn trong email để nâng cấp tài khoản. Trường hợp 2, bạn chưa đăng nhập đúng tài khoản Pro. Click vào biểu tượng eJoin, chọn đăng nhập và đăng nhập đúng tài khoản Pro của bạn. Sau đó, chọn Refresh hay F5 để làm mới lại trang video. Trường hợp 3, bạn xem video ở trình duyệt hoặc hồ sơ mà không có tiện ích eJoin Extension. Đầu tiên, kiểm tra trình duyệt hay hồ sơ bạn đang dùng đã tải eJoin chưa bằng cách chọn icon mảnh ghép trên thành công cụ và quản lý tiện ích và tìm eJoin English. Nếu chưa thấy icon eJoin, hãy tìm từ khóa eJoin Extension trên Google. Click vào kết quả đầu tiên, chọn Add to Chrome. Sau đó, bạn cũng chọn Gim và đăng nhập với tài khoản Pro. Hoặc bạn có thể xem video ở trên trình duyệt hay hồ sơ đã cài tiện ích eJoin. Vậy là bạn đã có thể giải quyết nhanh một số trường hợp không xem được song ngữ. Hy vọng bạn sẽ có một trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng eJoin Extension.